Sao Bu không chết? Sao Bu không chết đi? Ôi ơi con bò, tiến sĩ bò ơi, trời ơi, tiến sĩ bò. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Up Jenny. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với... Ủa? Tiện có Bu ở đây. Hello. Có phải là Bu không vậy? Sao Bu đeo cái mặt chôn vậy? Đây, Bu đây, Bu đây. Ok, yeah. Thì hôm nay bọn mình sẽ cùng review một cái mod khá là vui cho các bạn cùng xem. Và các bạn nào muốn tải về thì mình sẽ để lại dưới link dưới phần mô tả nhé. Và đừng... Ôi, từ đã Bu ơi. Bu vô mất tiêu rồi. Thì đây là mình đã cái khu vực... làm thử nghiệm mod của mình là mình đã tân trang lại nhưng mà chưa xong, tân trang được một nửa thôi. Chừng nào mà các bạn coi nhiều hơn và like nhiều hơn thì mình mới có đủ tiền để mình tân trang cho nó đẹp hơn tí nữa. Yeah, ấy da, chết rồi. Ok, và tất nhiên tập này cũng sẽ có một cái thẻ cào điện thoại cho các bạn. Thì các bạn đừng quên coi kỹ nhé. Và đi vô thôi nào, chúng ta cùng vô trong... Ủa? Cái gì vậy cha nội? Cây dao đó đó. Cây dao. Cây dao đó đó. Trời ơi, cây dao đó đó. Ông okay. Cái dao mới vừa lượm nó nguy hiểm lắm không? Ok, tôi cũng hơi biết đó mà. Cái dao này tôi đã từng xài rồi. Wow. Ok. Ok, tôi đã mặc bộ giáp người kiến vô. What? What? Thì nó thế đó. Tất mọi chuyện là như thế đấy. Để tôi bấm vô thử coi. Ok. Cái hôm nay chúng ta chưa sử dụng tới đó là không phải là cây dao. Mình sẽ sử dụng tới cây kéo trước Bùa. Đúng rồi, đó. Cây kéo trước. Úi giời ho. Ở gần bedrock bụi quá hả Bu? À. Cái kéo này làm gì? Cái kéo tí hồi mình sẽ sử dụng. Từ từ. Cái kéo hôm nay thằng này nó ở trong trong đoàn làm việc của tôi ba. Nó tiếng xì bò. Rồi nó tính chạy rồi, trong đây bụi bặm quá. Rồi cái kéo rồi. À, kéo đây. Thì đó là tôi vừa quăng ra cho ông xài thử. Thì cái kéo này nó sẽ có tác dụng chúng ta cắt cái mũi khứa dân làng ra. What? Cắt cái mũi của nó ra. Sao cắt được? Cắt được mà, qua đây. Qua đây. Qua đây, qua đây. Ok, thôi rồi. Game mod S rồi, không cần kia đâu. Đây. Ông có thể cắt. Ô. Ô. Ô trời ơi. Rồi đó, cái mũi đó đâu. Oh my god. Trời đất mẹ ơi, rớ cái mũi luôn rồi. Thì cái mũi này ông có thể gỡ cái mũ của ông ra và đeo vào cái... Coi kìa, coi nè. Ông giống cái con gì. Má nhìn như, nhìn giống mình, nhìn giống mấy con két hả ba? Ok thì gắn cái mũi này vô con bò được không? Ủa, tôi không nghĩ là mình có thể gắn mũi vô con bò được. Qua đây cắt hết mũi chúng nó đi. Ủa, Bu cắt hết mũi rồi hả? Cắt hết rồi. Wow, thì ok. Đóng cái cửa lại. Game lại gãy cái bot một này. Thì mũi này nó có tác dụng grab ra một thứ, nhưng mà từ từ. Trời ơi, từ từ đã, chưa. Trước lúc grab đồ á thì mình sẽ làm cái này vui lắm. Bỏ này lên đi, bỏ mấy này lên đi. Nè, lại đây. Đây đây đây. Ông biết cái này làm gì không? Để trồng cây. Chúng ta sẽ trồng cái mũi đó. What? Trồng đây. Luôn trồng được luôn, ông coi lấy lớn từ từ. Coi đã lớn kìa. Đến một khoảng thời gian nó sẽ lớn lên hoàn toàn luôn. Là nó biến thành một thằng dữ làng luôn. Đúng rồi, chúng ta sẽ cắt cái mũi thằng đó lên lần nữa. Ok, được rồi. Cái mũi này thì nó còn có, khi mà mình đeo cái mũi này vào, nó còn có tác dụng là dò ngọc lưu ly, ớ có lộn, ngọc lục bảo. Đâu, dò như thế nào? À, đó. Ông nghe tiếng không? Lại gần gần á. Nè, ở trong ba cục đất này thì có một cục đất sẽ có ngọc lục bảo. Ông thử coi là... cái nào là có. Vậy là cái này là khi nào mà có ngọc lục bảo? Khi nào có ngọc lục bảo thì nó sẽ phát âm thanh lên. Đúng rồi á. Ra là vậy. Ừ, nên ông thử đoán xem cái nào có ngọc lục bảo coi. Ông đi qua ba cục đất ông thử đoán xem cái nào. Từ từ á, đi ra ngoài á. Cục này. Ây da, sai rồi, trời ơi. Ây da, vậy là cục này. Ây da, đúng rồi. Đó, nó phát hiện ra gồng lục bảo ơi. Ghê lắm. Cái mũi này. Cái mũi này đỉnh lắm ba. Ê, và cái mũi này nó còn có cái grab nữa. Là nó sẽ grab ra một cái super nose.
Ông muốn ship ship bên đâu không? Đây, là cái này nè. Đâu rồi? Đây nè. Ê, đừng có quay, quay. Bỏ ra, tháo ra. Không bị thôi miên giờ. Từ từ. Từ từ. Từ từ. Bây giờ mình hãy đeo cùng lúc đeo cái này vô nha. Và lại hả? Tôi bị thôi miên rồi ba. Đeo vô đi ba. Tôi thề, đeo vô đi buồn cười vậy. Có mấy người dừng lại. Ok, ok, con dừng lại chạy nghe hình rồi. Vui lắm ba, cái này tôi không biết nó có tác dụng gì nhưng mà nó vui vãi luôn. Ừ, có nhạc luôn. Bạn biết nhạc với bản quyền. Ok, ok, chúng ta sẽ tháo cái này ra rồi. Ôi ôi, khó thở. Ôi ôi. Ôi cha. Ôi chú cha mẹ ơi. Ok, ủa mấy dân làng sắp lớn hoàn toàn rồi. Ủa mấy dân làng lớn hoàn toàn rồi nè. Chúng ta sẽ cắt mũi đó. Ờ cắt hết rồi. Leave me alone, I miss my noise. Ờ rồi, cắt hết rồi, bây giờ trồng thêm thôi. Nhưng mà tụi nó không có cái mũi là tụi nó không có chay được hả? Ờ đúng rồi, đâu có mũi sao chay được. Bây giờ mình qua bên cái chỗ cũ coi nó có mọc lại mũi chưa. Vậy là bọn nó sẽ bệnh viện không bao giờ có mũi nữa. Bây giờ thì ông nghĩ gì nếu mà mấy dân làng này vô dụng rồi thì ông nghĩ nó còn tác dụng gì nữa không? Rồi thấy nó bụng. Ok, chúng ta có một cái mod khác. Nãy giờ chúng ta có cái mod nãy giờ mang tên là Villager Knows. Thì chúng ta có một cái mod khác, đó là Cannibalism. Thì cái mod này mình đã sử dụng ở trong người ta gọi là gì, trong Chonup. Trước đây chúng ta sử dụng Chonup rồi. Thì nếu bạn chưa biết thì cái mod này có tác dụng cắt thịt người chơi, cắt thịt bù, cắt thịt dân làng. Và riêng cái mod này tên là Cannibalism, có nghĩa là ăn mod ăn thịt người. Đúng rồi, lượm đi bù. Lượm ra đây. Chờ tí nha, chờ tí nha. Búp. Ấy. Rồi đó, bỏ trước. Thì ông có thể nhấp chuột phải vào bọn dân này. Không biết này nhấp chuột phải được không ta? Không được. Ok. Ê, tôi bị mất miếng thịt rồi. Ê, trời ơi. Trời ơi. Thì hóa ra bọn dân làng nào mà còn mũi thì mình mới nhấp chuột phải được ba. Gì đây? Có mũi rồi. Buron Kayaki thịt của Buron Kayaki. Nấu lên anh. No mày. Có con nào còn mũi không ta? Mấy con khứa nào liệu con khứa nào còn mũi không? Wow, một đống thịt của tôi luôn nè. Các bạn có thể nhấp chuột phải, giữ tiếp và nhấp chuột phải. Bạn sẽ lòi ra một đống thịt của bạn. Đó. Đây là thịt của Upchani. Bạn này có mũi kìa. Và nếu bạn ở game mod 1 á, game mod S á, hình như bạn bị mất máu. Ôi dồi, mất nhiều máu lắm ba. Tính... đây, này nó có mũi kìa. Vậy, có hả? Đâu? Thịt của nó kìa. Thịt dân làng. Ê, ông biết ông chơi cái mod này rồi đúng không? Ấy là cái mod, cái giáp nè, Avira, Avaritia mod nè. Cái giáp này ông biết là nó bất bại đúng không? Nhưng mà mình vẫn mất máu nếu mình sử dụng cái dao này cắt thịt mình. Mất đầu vãi luôn. Máu của mình đó ba. Ủa mà nó đi đâu vậy? Tôi không biết nữa, máu của mình nó cứ đi chừng nào biết mất thôi. Ok. Ô thịt. Ủa. Ô xem chết luôn rồi. Thịt bu nè bu. Thịt bu nè, ăn đi bu. Nào. Mình tự ăn thịt bản thân mình luôn. Tự cái nói chung là mình chưa đói nên mình không có ăn được, nhưng mà nếu mà các bạn nào đói thì bạn thể tự ăn thịt mình luôn. Wow. Ghê lắm ba. Cái gì? Cái gì vậy? Bu đâu rồi? Trời, chờ đôi cánh đẹp phải nữa chứ. Thì đó, Bu có thể dùng cái này để thôi. Mấy dân làng này chắc vô dụng rồi. Chúng ta không cần có một cái đội quân kiểu gọi là... Cái gì? Đâu? Que? Hu? Tụi cũng chả biết cái này cái gì nữa. Attic Block? Tụi không biết cái này cái gì nữa. Để... bấm một cái cho tụi nó đi cực lẹ luôn. Đúng rồi, một phần. Eo eo. Ồ, gì? Ok, tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ làm cái gì đây? Phải làm cái gì đó với cái tự dân làng này. Ừ, mấy dân làng này mày có một cái... Ê, dân làng một mũi. Khứa mũi, cắt cái ra. Ok, cắt hết mũi. Mấy khứa này mọc hết mũi rồi. Chắc mình đành phải triệu hồi ra bọn zombie.
ơi. Hả? Nhìn tôi vậy. Mắc cười. Ây da, bùa, đừng ơi, đừng ơi, bùa, 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 bùa. Bùa, chết ra đi bùa, để tôi đang coi, cố cho bọn zombie nó bắn chết hết rồi, giờ dân làng bùa. Ủa, nó cầm súng luôn hả? Ừ, zombie trong tôi là cầm súng luôn á. Zombie gì cháy á? Trời ơi, bùa chết hả? Ừ. Ok. Zombie pumpkin nè, bùa, bùa có muốn cái này không bùa? Đâu đặt cái? Nè. Để làm gì? Không có để làm gì hết, đổi đầu đâu ba. Tôi okay. Muốn chịu hồi bọn zombie ra để giết bớt dân làng ba. Ê mà tôi nghĩ lại rồi thì zombie nó giết dân làng nó sẽ biến thành zombie lại. Ủa vậy sao chơi giờ sao người ta giết hết dân làng đi? Dân làng nhiều quá rồi. Zombie soldier nó cầm súng nó bắn chết hết luôn. Trời ơi. Trời ơi, giờ sao đây? Bu à, bu thích xài minigun hay là súng thường? Minigun. Minigun, ok, minigun. Tôi sẽ xài thôi, tôi không xài bom đâu. Ok, tôi cũng sẽ xài minigun luôn. Ok. Bu đâu rồi? Bu đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Ok, oh, đây nè, đây. Ôi trời, bu xài súng đó hả? Tôi tưởng bu sẽ xài súng này. Ok, này ngon nè. Ok. Cầm lên. 3D đó bu. Ấy chết rồi. Bắn sao được có chết con bò của tôi nha ba. Ok. Bọn nó đang hãm hiếp con bò của tôi. Hả? Có đạn. Ủa, ông nhắc chuột phải hả? Bắn chuột trái không à? Ôi da trời ơi, mẹ ơi. Ua trời ơi, ồn ào quá anh em à, ồn ào quá, giảm bớt tiếng lại, giảm bớt tiếng. Ok rồi, bắn đi, tôi giảm bớt tiếng rồi. Trời đất ơi, ê đây, cẩn thận con bò. Cẩn thận con bò. Ê, cái súng à. Ê. Ok, ông cầm shotgun hả? Ê coi nè, coi súng này nè, coi. Cái súng không zombie. Wow! Sao súng bắn cháy luôn. Súng này là súng bắn acid. Bắn luôn thử đi. Hả? Bắn thử. Từ từ. Chưa từ từ, ok từ từ, ok. Rồi để bot S. Ok. Chưa. Từ từ. Rồi. Rồi. Từ từ. Chưa. Đổi cái mũ vô lên. Ok. Vậy thôi à. Ô bu không mất máu luôn, cái áo giáp của bu bất tử. Áo giáp bất tử ba. Đâu mình pee full nữa không? Thì đúng là pee full. Ờ, để tôi thử xài súng bắn tên lửa. Sao bu không chết? Sao bu không chết đi? Ôi ôi con bò, tiến sĩ bò ơi, trời ơi, tiến sĩ bò. Tiến sĩ bò. Bùa, rớt nước mắt đồi, bùa lùi á. Tự nhiên nghĩ giết chơi, tự nhiên giết con bò thôi. Tập sau mình sẽ kiếm một con bò khác chuyên nghiệp hơn con bò này. Ok, nếu bạn thích video này đừng quên để lại channel của mình một like, share video, nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để thể đón nhận được những video mới nhất từ channel của Jenny nha. Và đừng quên để lại giúp thật nhiều bình luận để cho bạn quên lộn để cho mình biết là bạn muốn mình làm gì trong tập tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.